Một, đường trắng. Nếu bệnh nhân tiểu đường thường xuyên ăn đường trắng sẽ làm lượng đường trong máu tăng cao, đồng thời còn làm tổn thương chức năng nội mô mạch máu, dẫn đến nguy cơ biến chứng bệnh tiểu đường, gây tổn thương nhiều cơ quan. Vì vậy, bệnh nhân tiểu đường nên tránh xa đường trắng. 2. Sầu riêng. Sầu riêng là một trong số những loại trái cây ảnh hưởng lớn đến chỉ số đường huyết cơ thể. Nếu ăn sầu riêng với số lượng nhiều sẽ dẫn đến đường huyết tăng và insulin tăng đột biến. Do vậy, chỉ nên ăn sầu riêng 2 đến 3 lần một tuần, mỗi lần 1 đến 2 múi để cơ thể không bị dư thừa năng lượng và ổn định đường huyết. 3. Mía. Mía là nguyên liệu của đường trắng hoặc đường nâu. Trong mía có chứa fructose, ăn mía sẽ khiến lượng đường trong máu tăng nhanh, khiến lượng đường trong máu không ổn định và dễ gây ra các biến chứng cấp tính hoặc mãn tính liên quan. Mặc dù mía có thể thanh nhiệt, thúc đẩy dịch cơ thể, dưỡng ẩm cho da khô và trung hòa huyết áp, nhưng lại không thích hợp cho bệnh nhân tiểu đường.